Trần Tình Húc, tra nam đông cung đóng đam mỹ cùng trai đẹp vô danh trong Sơn Hà Biểu Lý. Mới đây, Sơn Hà Biểu Lý, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cùng tên của British, đã chính thức khai máy. Hai nam chính là Trần Tình Húc vai Chữ Hoàng và Trần Mục Trì vai Nam Sơn. Đây cũng chính là một bộ phim của tác giả đứng đằng sau thành công của Trấn Hồn và Sơn Hà Lệnh, một siêu phẩm gây tiếng vang thời gian gần đây của làng giải trí điện ảnh Hoa ngữ. Theo nguồn thông tin được biết, tác phẩm lần này của Prunes là dự án cấp S với số tiền đầu tư khủng. Gần đây, có Thả Thì Thiên Hạ có cấp sản xuất tương tự, do Yonku sản xuất bao gồm 30 tập. Ngoài ra, đội ngũ chế tác cũng có tiếng trong giới, đầu tiên phải kể đến như đạo diễn Cúc Giác Lượng, Lưu Sướng với một số tác phẩm nổi tiếng như Thiên Long Bắc Bộ, Cô Phương Bất Tử Thưởng và còn có biên kịch Mã Dài, nhà sản xuất Lưu Ninh, chế tác hình ảnh là đội ngũ của bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương. Sau tất cả những dữ liệu trên, có thể nhận thấy bộ phim đam mỹ Sơn Hà Biểu Lý đã có chống lưng tốt về mặt sản xuất nên rất có thể sẽ rất thành công trong tương lai. Sơn Hà Biểu Lý là bộ phim thuộc thể loại đam mỹ giả tưởng. Trong lúc vô tình, Chữ Hoàng gặp được một đại mỹ nam dân tộc thiểu số nói chuyện không rõ ràng, tên là Nam Sơn. Chữ Hoàng bị sắc đẹp thu hút và bị lừa đến tộc Ly Y. Vốn nghĩ đây là một nơi non xanh nước biếc, nào ngờ chất chứa những bí mật rùng rợn. Hành trình của Chữ Hoàng và Nam Sơn bắt đầu từ đây. Trước thông tin Trần Tình Húc đóng phim đam mỹ chuyển thể, khán giả vô cùng kỳ vọng vào dự án lần này, bởi anh là lứa diễn viên trẻ tuổi được đánh giá diễn xuất ổn, có cảm xúc. Anh còn là thủ khoa đầu ra của Học viện Hí kịch Trung ương, nhưng sau Đông Cung thì nam diễn viên chưa có dự án nào nổi bật. Bên cạnh đó, Trần Mục Trì cũng gây tò mò lớn vì sở hữu ngoại hình làng tử, đậm chất thập niên 1980, nhưng khả năng diễn xuất là dấu chấm hỏi lớn. Một fan còn mạnh miệng, đòi mời Bành Tiểu Nhiễm đóng cameo như một sự tái hợp nho nhỏ của đội Đông Cung, trong khi số khác lại ngơ ngác vì Trần Mục Trì là ai, Google không ra. Trần Tình Húc bước vào ngành giải trí khi còn bé. Nam diễn viên tham gia nhiều tác phẩm truyền hình khác nhau, nhưng tên tuổi của anh được biết đến nhiều sau sự thành công của bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tôn, Đông Cung. Với những gì đã thể hiện trong phim, Trần Tình Húc nhận được rất nhiều lời khen của khán giả. Đông Cung đã tạo ra cơn sốt không nhỏ đối với cộng đồng yêu phim Hoa ngữ và ngôn tình. Hai diễn viên chính trong phim cũng được khen ngợi hết lời nhờ ngoại hình cực đẹp và diễn xuất tròn vai. Không chỉ được khán giả tại Trung Quốc yêu mến, Trần Tình Húc và Bạch Tiểu Nhiễm cũng gom về kha khá người hâm mộ tại các quốc gia khác như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc. Mặc cho nhân vật Lý Thừa Ngân không được yêu thích bằng Tiểu Phong, nhưng sự nghiệp của Trần Tình Húc lại tốt hơn hẳn so với Bạch Tiểu Nhiễm. Sau Đông Cung, nam diễn viên sinh năm 1996 liên tục xuất hiện trên các tạp chí lớn nhỏ, tham gia nhiều sự kiện, các show truyền hình nổi tiếng và góp mặt trong 5 bộ phim với 3 vai chính và 2 vai phụ. Khi khán giả còn đang chìm đắm với Đông Cung và couple Tình Nhiễm Phu Phụ, không lâu sau đó, Trần Tình Húc lộ chuyện tình cảm với đàn chị Hồ Băng Khanh sau khi hợp tác cùng bộ phim Thời Gian Tươi Đẹp. Điều này khiến fan couple Tình Nhiễm điên cuồng chỉ trích Trần Tình Húc phụ bạc, dùng chuyện tình cảm để lăng xê cho phim mới và chuyển sang là fan only của Bành Tiểu Nhiễm. Một điều ai cũng nhận thấy rằng là sau khi nổi tiếng nhờ vai Lý Thừa Ngân trong Đông Cung, Trần Tình Húc tiếp tục biệt mài với các dự án mới. Tuy nhiên, vẫn chưa có tác phẩm nào của anh được lên sóng. Có thể nói, nam diễn viên sinh năm 1996 khá có duyên với những vai diễn như cảnh sát, bộ đội. Ngoài nhân vật cảnh sát chữ ở Sơn Hà Biểu Lệnh, Trần Tình Húc còn sắm vai quân nhân trong Quân Lệnh Vào Chỗ và Nhất Kiến Khuynh Tâm.